Tiếp tục chào đón quý vị với đôi loa Technic. Em tiếp tục xả kho cho quý vị một số mã loa tầm vừa, tầm trung để đáp ứng nhu cầu giải trí của một số khách hàng kinh tế còn hạn hẹp. Trước mắt quý vị đây là đôi loa Technic E căng liền nên em không mở E căng nhé quý vị nhé. Thiết kế với ba way, ba loa. Những mã trước là hai loa, như đây mã này ba loa này, ba way này, đây một bát này, quý vị nhìn này, nhưng mà mờ thấy này, tép này, trung này, đấy bát ba way nhé, nó là ba way ba bát luôn, bát trung và tép có hết, hàng còn rất là đẹp, và đặc biệt luôn là giá là 2.950.000 luôn, giá em nó là 2.950.000 quý nhận nhá, quý vị nhá, đây, model của nó là SBGM12 ba way luôn, quý vị nhìn thấy chưa, hàng made in Japan. Công suất tối đa 50W một loa, tổng là 100W. Những đôi này nghe nhạc trữ tình hoặc bolero hoặc là nhạc cổ điển rất là tốt. Giá của em nó là 2.950.000 quý vị nhé. Còn chất âm thì với tầm tiền như này thì quá là hay rồi. Sau đây em test cho quý vị nghe. Đời là vàng ngày sau nên tìm vui chút nào, ta quen nhau bao lâu nhưng tình đã có gì đâu, nhiều khi anh cũng muốn biết bao giờ mới có tình yêu. Đoạn đầu này nó chưa có tiếng bát đâu quý vị nhá, đợi một lúc nữa bát nó mới lên. Bây giờ chưa có nhà bát, bây giờ bắt đầu. Dù đời mình còn xa, đấy bây giờ mình có tiếng bát nhá. Ngày vui trong không có gì đảm bảo là chưa có bát. Ta thương nhau đi thôi, cho mộng không vỡ thành đôi. Từ khi anh là lính chiến không về không nghe nhà em, đâu còn nghe tiếng cười khổ đến buồn ơi sao là các quý vị là em test loa quay qua điện thoại nên là cái chất bát nó lên nó rất là thấp, nên đề nghị quý vị đeo tai phone tai nghe vào giúp em. Còn quay qua điện thoại đa số nó trội tiếng tép hơn nhiều, nên là quý vị nghe thì cảm giác là rất là nhiều tép. Quý vị nào có nhu cầu thì alo trực tiếp đến hai số trên. Đôi loa với 2.950.000 này quá là rẻ. Và sau đây em chết em đo nốt chiều cao quý vị này. Và đôi này nó cao khoảng độ 78 phân nhé. Chiều ngang 30 đến 32 đấy. Thiết kế với ba way ba loa nhé, loa bát này, bát 18 trung và tép nhé. Quý vị nào có nhu cầu thì alo em. Cảm ơn.